mầm thế nào rồi? Yên tâm, tiến triển tốt. Chỉ có điều là anh hiến gan cho mầm mà chị Khanh không biết. Bây giờ cứ hễ mở miệng ra là bác Chí thế này, bác Chí thế kia. Tôi tức mà không nói lại được luôn ấy. Sức khỏe của em mầm là quan trọng nhất. Còn các việc khác bỏ qua. Nhưng mà người khác nói không đúng với anh như thế tôi không chịu được. Chưa hết, cô Thư còn dặn là anh phải đặc biệt tránh xa cái thằng cha Khải ra. Không là nó hại anh đấy. Thằng ấy nó không phải loại đấy. Anh đừng có mà chủ quan. Tôi lo cho anh lắm. Sao? Cảm giác có người lo cho mình. Thích. Anh đến đây làm gì? Đi về đi. Nào, mua tôi một chai nước đi. Có chuyện gì nhớ phải hét to lên đấy. Tìm tao có việc gì? Thằng Bò bị bắt cóc rồi. Thằng nào bắt nó? Lâu chưa? Liên quan đến tao đúng không? Nếu như không tìm được nó, tao không còn cách nào khác. Cách gì? Dù là cách gì đi nữa thì tao cũng xin lỗi và cảm ơn mày. Đập gãy chân nó cho tao. Làm đi. Hoặc là chân nó, hoặc là chân con mày. Làm đi. Đi mà cứu thằng Bo. Tao không muốn làm hại ai nữa. Ai bắt thằng Bo? Nói. Muốn tao làm cái gì? Lão Đông bảo tao lừa mày đến một điểm, cho lão ấy chỉ định, sau đó xử lý mày. Lão muốn mày phải trả giá. Mày phải cẩn thận đấy. Tao đi với mày. Bằng mọi cách phải cứu thằng Bo. Khải ơi! Khải! Khải ơi!
Anh chị, em xin lỗi. Mẹ, con có làm sao không? Con không. Chúng nó làm gì con rồi hả? Con đau vết mổ đó. Ông ơi, tôi xin ông, ông buông tha cho con tôi đi. Ông muốn gì tôi cũng làm à? Tôi xin ông, tôi xin ông. Muốn gì hả? Muốn bà chứng kiến thằng con bà bị đập gãy chân. Cả đời phải ngồi xe lăn như tôi. Đừng làm thế. Đừng làm như thế. Đứng yên đấy. Chống mắt lên mà xem. Chọn đi. Hoặc là thằng Chí, hoặc là con mày. Đến lúc giải quyết nợ đời với ông ấy rồi. Phang đi.